Bắt đầu vào phần học nhá. Ngón tay cái chạm vào ngón áp út như thế này. Cả hai bàn tay đều như vậy. Tay lên này, đứng trên các đầu ngón chân, hơi nghiêng người phía sau một chút. Tay xuống này, các đầu ngón chân hướng lên trên. Đó. Tay lên này, nghiêng người. Tay xuống, các đầu ngón chân này, thắt lên. Tay vẩy ra phía sau như thế này. Bắt đầu. Tay lên này. Cái động tác đứng trên đầu ngón chân này, như người phía trước này, nó giúp mạnh thận, mạnh lưng, mạnh cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Những người bệnh thận này, bệnh lưng, tập bài này hàng ngày, mỗi ngày 100 lần đó, thì tất cả các bệnh nó sẽ được tiêu trừ. Chúng ta xem cái chiều này ạ. Nó rất là đơn giản, rất là dễ tập thôi. Đứng trên cái đầu ngón chân, nghiêng người phía sau này,